Sáng nay ngày 9 tháng 1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam. Phát động thi đua chào mừng Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự. Cách đây 72 năm, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và Đoàn Học sinh Sài Gòn Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập, trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt và mở lại trường học. Đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man. Cuộc đàn áp đẫm máu ngày 9 tháng 1 năm 1950 và sự hy sinh anh dũng của học sinh Trần Văn Ơn đã làm dấy lên trong học sinh sinh viên và nhân dân Sài Gòn Chợ Lớn nói riêng, học sinh sinh viên và nhân dân cả nước, lòng căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp cùng bè lũ tay sai. Ngày 9 tháng 1 đã đi vào lịch sử, khẳng định lòng yêu nước của học sinh sinh viên, đánh dấu sự trưởng thành cả về nhận thức, hành động của tuổi trẻ với Tổ quốc. Từ đó đến nay, hình ảnh của người học trò Trần Văn Ơn đã trở thành tấm gương sáng cho biết bao thế hệ học sinh, sinh viên cả nước và luôn là niềm tự hào của tuổi trẻ tỉnh nhà. Kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của các thế hệ học sinh, sinh viên Bến Tre đã và đang tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ trong các lĩnh vực học tập, lao động, góp phần xứng đáng xây dựng quê hương. Cụ thể là thực hiện tốt các phong trào sinh viên năm tốt, học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện, lập nhiều thành tích trong các phong trào tình nguyện. Lực lượng thanh niên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, thanh niên nông thôn cũng luôn thể hiện vai trò trong các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định chủ đề tuổi trẻ Bến Tre thi đua thực hiện hình mẫu, thanh niên đồng khởi tiêu biểu, xây dựng đoàn vững mạnh với phương châm đồng thuận tiên phong sáng tạo phát triển. Dịp này, chị Lâm Dương Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn đã phát động chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau đây. Thứ nhất, tổ chức thành công Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ 11, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12. Thứ hai là tập trung cho công tác xây dựng đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, cán bộ đoàn các cấp, quan tâm kết nạp đoàn viên, hội viên mới, làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu kết nạp đảng, theo dõi chất lượng đảng viên trẻ để kịp thời tham mưu nâng chất lượng đảng viên trẻ tại các địa phương, đơn vị. Thứ ba là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quan tâm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên, tìm kiếm và sàng lọc những ý tưởng khởi nghiệp, kịp thời hỗ trợ cho từng dự án. Thứ tư là tăng cường công tác vận động đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Bến Tre xanh, tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường sống, cán bộ đoàn, đoàn viên sẽ nêu gương trong thực hiện và bảo vệ môi trường. Thứ năm là chọn việc đột phá tiên phong trong thực hiện nghị quyết số 01 của tỉnh ủy về chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu năm 2030, Bến Tre trở thành địa phương có kết quả chuyển đổi số trong top 5 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thứ sáu là tiếp tục xung kích, quyết liệt, tham gia và tổ chức các hoạt động tình nguyện trong phòng chống dịch COVID tại địa phương. Phát huy các đội hình tình nguyện hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, kết nối tiêu thụ nông sản, thi đua lao động sản xuất, nỗ lực khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức ra mắt văn phòng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, ký kết hỗ trợ đào tạo kỹ năng sống cho thanh niên và ký kết phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp số 4286 ngày 25 tháng 11 năm 2021 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Trung ương đoàn giai đoạn 2021-2025 triển khai các chính sách hỗ trợ cho thanh niên liên quan đến pháp luật, học tập, lao động, khởi nghiệp. Dịp này, có 14 sinh viên xuất sắc đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh và 2 học sinh tiêu biểu đạt danh hiệu học sinh ba rèn luyện trong hệ trung cấp thuộc các trường cao đẳng và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên toàn tỉnh. 28 học sinh sinh viên vượt khó học giỏi được nhận học bổng quỹ tài năng trẻ Trần Văn Ơn năm 2022 do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre đồng hành tài trợ, tổng kinh phí 140 triệu đồng. Cũng tại buổi họp mặt, các công ty doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ kinh phí 510 triệu đồng nhằm đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của các cấp bộ đoàn trong thời gian tới, đặc biệt là các công trình chào mừng đại hội đoàn các cấp.